Tối mùng 2 tháng 2, trên sân vận động Mỹ Đình Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật quy mô lớn Đại nhạc hội Khát vọng tỏa sáng do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện. Tới dự chương trình gồm có Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cùng lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính bày tỏ: Một mùa xuân mới đang về, trong cảm xúc thiêng liêng này, chúng ta tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, muôn vàn kính yêu, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng ta đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng vì sự nghiệp cường thịnh của đất nước, vì trường tồn của dân tộc. Chương trình Khát vọng tỏa sáng, ngợi ca vai trò lãnh đạo của Đảng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng tỏa sáng của đất nước. Chương trình gồm 3 phần: Dưới cờ Đảng quang vinh, Những mùa hoa dâng Đảng, Thênh thang đường mới, với những tiết mục được dàn dựng công phu, ca ngợi Đảng, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc văn hóa của các vùng miền, nêu bật tinh thần đoàn kết, thống nhất của 54 dân tộc anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những tiết mục đồng diễn, huy động cả nghìn người biểu diễn, sân khấu được dựng với quy mô hơn 1.000 m². Chương trình do Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông chỉ đạo nghệ thuật, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh làm tổng đạo diễn. Hơn 1.500 diễn viên, nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Học viện Múa Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Cảnh sát Nhân dân, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đã tham gia thực hiện chương trình này. Trước diễn biến mới phức tạp của COVID-19, Ban tổ chức tăng cường các biện pháp phòng dịch đối với các đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia chương trình.